Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Fire Trading Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một New Daily Trade Recap. Mình sẽ tiếp tục mình tường thuật lại các lệnh giao dịch mà mình đã đánh trong phiên giao dịch ngày thứ 6 này. Như các bạn biết thì ngày giao dịch thứ 6 thường là một ngày có cái biến động khá là chậm rãi và lượng volume giao dịch ở mức khá là thấp trong phiên giao dịch ngày thứ 6 này. Và cái tâm lý giao dịch của mình thường là mình sẽ hạn chế tối đa các cái lệnh day trade trong phiên giao dịch ngày thứ 6 vì mình muốn carry cái good emotion cho các cái phiên giao dịch của tuần tới. Cho nên những lệnh giao dịch ngày thứ 6 mình sẽ hạn chế tối đa các cái setup không có chắc chắn vì lượng volume của nó sẽ không ủng hộ cho một ngày có cái biến động mạnh như các cái phiên giao dịch thứ 2, thứ 3, thứ 4 hoặc là thứ 5. Như ngày hôm nay thì mình chỉ đánh duy nhất một setup của cái mã là mRNA, đó là một mã vaccine stock Moderna. mRNA thì ngày hôm nay vào lúc giữa giờ nó có một cái breaking news liên quan tới cái mã vaccine này và nó làm cho con stock này rớt rất là nhanh và rớt rất là mạnh. Mình thực hiện hai cái lệnh giao dịch và đều là hai cái lệnh giao dịch theo cái chiều hướng là đi xuống, tức là mình bet cái con stock này sẽ tiếp tục rớt trong phiên giao dịch ngày hôm nay và nó có thể rớt tiếp tục vào tuần sau. Các bạn hãy xem thử các cái lệnh short sell mình đã đánh trong ngày hôm nay đối với cái mã mRNA dựa trên những cái setup như thế nào các bạn ha. Let's do it. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, đó chính là biến động của mã mRNA trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và cái biến động này nó đã đem lại cho mình một cái mức lợi nhuận là 5.824 đô cho hai cái lệnh giao dịch. Mà lệnh giao dịch đầu tiên á, mình thực hiện là nó đem lại một cái lợi nhuận mình đã post trong cái phần gain and loss là lên tới là 4.700 đô. Và sau đó mình có thêm một lệnh nữa. Sau khi mà mRNA nó hit phải một cái breaking news ở ngay tại khu vực này và nó làm cho con stock tiếp tục suy giảm một cách rất là trầm trọng. Nếu như mà mình giữ cái lệnh short của mình vào đầu ngày cho tới thời điểm mà nó đạt được cái đáy là 318.5 thì hôm nay lợi nhuận của mình trong một ngày có thể nó sẽ đạt đủ cái tiêu chuẩn, đạt đủ cái mục tiêu cho cả một tháng giao dịch luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tường thuật lại cái lệnh đầu tiên, lý do tại sao mình lại đánh short cái con mRNA này các bạn ha. Đầu tiên thì mRNA sáng ngày hôm nay nó tạo ra một cái đường kháng cự chéo như thế này. Sau khi mình phát hiện cái đường kháng cự chéo bằng cách nối hai cái đỉnh trên đây đó, thì chỗ mà mRNA nó bị reject ngay thời điểm mà nó quay trở lại, nó test cái đường kháng cự, đó chính là cái điểm mà mình vào cái lệnh short đối với cái mã mRNA. Và cái mức giá mình vào short là 338 đô chấm bao nhiêu các bạn. Thì đây là cái điểm short entry của mình. Ngay sau khi mình vào được cái điểm short entry này đó, là giá nó rớt về cái mức là khoảng chừng là 334. Thì đến cái mức này á, là mình đã xác định được cái lợi nhuận của mình là chắc chắn nằm trong tay rồi. Quan trọng là mình muốn chốt bao nhiêu mà thôi. Sau đó thì mRNA nó hồi lên, hồi xuống, hồi lên, hồi xuống. Khoảng chừng là 3 nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp và 3 nhịp. Sau đó thì nó không gồng nổi nữa và nó tiếp tục nó tuôn xuống. Thì ngay khi nó tuôn xuống á, thay vì mình có thể chốt được ở cái mức giá là 334, mình xác định ngay từ ban đầu các bạn cho cái lệnh short này, thì cuối cùng mình lại get out được ở cái mức giá là khoảng chừng là 333.80. Thì đây là toàn bộ cái lệnh short mà mình đã thực hiện trong phiên giao dịch ngày hôm nay với đúng một cái mã duy nhất là mRNA. Sau khi mình đánh xong cái lệnh này đó, thì mình biết chắc chắn một điều là mình sẽ không đánh thêm bất kỳ một cái lệnh nào nữa. Vì hôm nay là ngày thứ 6, như là mình nói với các bạn trong cái phần mở đầu của video. Và cái lượng volume giao dịch ngày thứ 6 thường nó sẽ không có nhiều và cái biến động của nó không có mạnh. Sau đó thì mRNA nó trải qua cả một khoảng thời gian rất là dài, phải nói là hơn 2 tiếng đồng hồ. Nó đi ngang từ lúc là 9 giờ cho tới khoảng chừng là hơn 11 giờ, là 2 tiếng đi ngang. Thì ngay tại thời điểm này nó xuất hiện một cái breaking news các bạn. Một cái breaking news về mRNA. Thì nhờ cái breaking news này đó, nó làm cho cái con mRNA di chuyển rất là nhanh. Nó rớt xuống và ngay lập tức mình canh một cái đợt hồi và mình vô mình short thêm một lệnh nữa. Và cái lệnh short này á, mình vào với cái lượng share ít hơn và cái position nó nhỏ hơn. Bởi vì mình sẽ không đánh như cái thời điểm ban đầu. Bởi vì lúc đó mình đã bỏ tiền vào túi rồi. Cái lợi nhuận mình đã có rồi và nguyên tắc là mình sẽ không có trả lại cái mức lợi nhuận đó.
cho nên mình vào cái lượng share thấp hơn một nửa, và ngay khi nó rớt một cái nến lớn là mình ngay lập tức mình buy to cover để mình get out cái lệnh này. Đó chính là lý do vì sao mà cái lợi nhuận nó add thêm vô ở cái mức là 4.700 ban đầu, mình add thêm vô hơn 1.000 đô nữa cho cái lệnh giao dịch tiếp theo diễn ra trong một thời gian rất là ngắn. Sau đó thì MRNA thực chất là nó tiếp tục nó rớt xuống là 318. Thay vì mình get out ở mức giá là 326, mình có thể kiếm được một mức lợi nhuận lớn hơn các bạn. Nhưng mà chúng ta không hề biết được cái biến động nó có thực sự nó đi như vậy hay không. Và ngay khi mình có cái lợi nhuận thứ hai là mình tiếp tục mình bỏ vào túi cái lợi nhuận đó để mình giữ chặt cái gains mà mình đã mắc được từ thị trường và hạn chế tối đa cái việc là give it back. Vậy thì cái bài học hôm nay đó chính là các cái lệnh short. Lý do tại sao mình lại short là bởi vì mình xác định được cái đường kháng cự chéo nó có thể là một cái điểm cản cho cái nỗ lực hồi phục của cái con stock này. Cho nên là mình vào lệnh short ngay khi mình thấy cái điểm cản đó. Và thứ hai là mình đánh theo cái trend. Đây là một cái trend giảm các anh chị. Một cái trend giảm. Và với cái trend giảm này, cái con stock này nó có thể bị rớt về những cái mức giá mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Như cái, chẳng hạn như MRNA ngày hôm nay, từ cái đỉnh là 341 và có lúc nó đã rớt xuống tới là 318. Đây là một cái chu kỳ điều chỉnh của MRNA trong ngày. Chính vì lý do đó, mình đã thành công trong hai cái lệnh short duy nhất trong ngày thứ 6 tuần này. Và đó chính là nội dung cuối cùng của video Daily Trade Recap ngày hôm nay của Fire Trading. Hẹn gặp lại các bạn trong video của tuần sau cả. Xin chào.